được báo gì ơi? Nhanh đi con. Nhưng mà ai sẽ bảo vệ ba? Ba về rồi nè. Ủa? Anh về. Anh đói bụng chưa? Đâu chứ. Ăn em. Thên lương tháng này của anh. Ủa, cái gì vậy anh? À... cái gì vậy, đi em coi coi. Tiền nhà mình không nhiều, sao anh mua mấy cái này mà không hỏi ý kiến của em vậy? Anh muốn... Sao anh không đem tiền đó gửi tiết kiệm cho có lãi, đến khi cần mình lấy ra còn xài được nữa, chứ mua mấy cái này có giá trị gì đâu. Em à, có những việc quan trọng hơn sổ tiết kiệm đó. Anh không đem tiền đó gửi tiết kiệm cho có lãi, đến khi cần mình lấy ra còn xài được nữa, chứ mua mấy cái này có giá trị gì đâu. Em à, có những việc quan trọng hơn sổ tiết kiệm đó.